Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi kiểm tra và làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng về chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương sau khi có chủ trương xây dựng công an phường kiểu mẫu, điển hình về an ninh trật tự, văn minh đô thị và ghi nhận kết quả đạt được. Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu phường Hải Châu 1 tiếp tục bám sát bộ tiêu chí tạm thời, duy trì bền vững kết quả thí điểm để tiến đến nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố, đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp rà soát về cơ sở pháp lý để sớm tiếp nhận bàn giao trụ sở làm việc mới của Công an phường Hải Châu 1 tại số 3335 Baxter, xem xét quy hoạch tận dụng các vị trí để xây dựng bãi đỗ xe tạm thời, triển khai quy định đỗ xe theo ngày chẵn lẻ. Trước đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra trụ sở hiện tại của Công an phường Hải Châu 1 và trụ sở mới tại đường Baxter.